Tiếp nối chương trình, anh Chi kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Chính trị và đời sống, mở đầu với bài viết của tác giả Cánh Cò đăng trên đài Á Châu Tự Do, khi VinFast làm luật. Không biết từ bao giờ, mỗi khi một khách hàng có biểu hiện tố cáo hay nhẹ hơn là phanh phui một sản phẩm bị lỗi, thì hình như chính người tố cáo sẽ nhận lấy sự trừng phạt từ công ty bị tố cáo thông qua công an hay tòa án. Còn công ty doanh nghiệp bị tố cáo thì sẽ lưu loa trên truyền thông báo chí rằng họ bị bôi bẩn, bị tống tiền hay nhẹ lắm thì cũng là vu khống những cái lỗi mà họ không có. Người ta sẽ khó mà quên vụ án con ruồi của Tân Hiệp Phát khi có người tố cáo công ty này đã đóng chai chứa chất bẩn là con ruồi còn nằm ở trong chai. Thì sau đó, người tố cáo là anh Võ Văn Minh đã bị công an gài bắt với lý do tống tiền 500 triệu, bất kể sự thật là công ty Tân Hiệp Phát hẹn gặp và bồi thường cho anh. Dư luận phẫn nộ sau khi anh Minh bị bắt. Người ta kết án Tân Hiệp Phát đã toa rập với công an để bịt miệng anh Minh. Cho dù anh Minh có thực sự tống tiền thì biện pháp gài bẫy của công ty lẫn công an là trái với pháp luật. Anh Minh là khách hàng, vì vậy có quyền đòi hỏi Tân Hiệp Phát bồi thường cho anh. Tiếc là anh đã sai lầm trong cách lên tiếng bảo vệ quyền của mình, mặc dù mức án 7 năm oan nghiệt đã làm cho người dân phẫn nộ và kết quả là Tân Hiệp Phát mất liền 2.000 tỷ thu nhập ngay sau đó. Tân Hiệp Phát thứ hai xuất hiện mấy ngày nay, người dân vừa tò mò vừa thích thú lẫn giận dữ khi lần này là một đại công ty tầm cỡ có biểu hiện giống như Tân Hiệp Phát. Không phải giống ở hành vi hòa giải, gài hàng, mà giống ở việc mang công an ra hù dọa người tố cáo sản phẩm của mình. Vụ tranh chấp lần này xảy ra giữa một bên là công ty VinFast của đại tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nơi bán chiếc xe VinFast Lux A2.0 cho ông Trần Văn Hoàng, chủ một kênh YouTube có tên Google TV với hơn 450.000 người theo dõi. Ông Hoàng cho lên YouTube của mình về chiếc xe mà ông đã mua của VinFast với 10 lỗi lớn nhỏ. Ông đã từng đem xe tới hãng VinFast sửa chữa bảo hành nhiều lần nhưng không thành công, trong khi xe của ông chỉ mới chạy được 8.000 km. Đáp lại, hôm 2 tháng 5, trang Facebook chính thức của VinFast đăng bài nói rằng ông Hoàng đã loan tải thông tin không đúng sự thật về chất lượng xe VinFast Lux A2.0, gây hoang mang cho người dùng và ảnh hưởng tới uy tín của hãng xe. Bài viết này cũng thừa nhận mặc dù ông Trần Văn Hoàng đã tự gỡ bỏ các clip trên, nhưng VinFast đã lưu đầy đủ bằng chứng và gửi cùng đơn tố cáo ra cơ quan công an. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo và có lịch mời ông Hoàng lên làm việc. Cuối thông báo, VinFast nói luôn lắng nghe và sẵn sàng kiểm tra xử lý mọi vấn đề cho khách hàng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng kiên quyết làm rõ đến cùng các hành vi sai trái gây ảnh hưởng tới thương hiệu và đặc biệt là gây lo lắng hoang mang cho cộng đồng người dùng, và cho rằng đây là cách để VinFast thể hiện sự tôn trọng và mong muốn bảo vệ quyền lợi tối thượng của những khách hàng chân chính. Qua những chi tiết vừa nêu, không khó để nhận ra rằng VinFast đang gắp lửa bỏ tay người và nói cho tận cùng thì nó đang dùng quyền lực tài chính để uy hiếp công dân Việt Nam, chứ không riêng gì khách hàng của nó. Sở dĩ nó uy hiếp mọi công dân Việt vì tầm cỡ đại công ty của Phạm Nhật Vượng lớn gấp hàng trăm lần Tân Hiệp Phát và sức mạnh của nó làm áp lực lên cơ quan điều tra, không nói cũng đủ biết là mạnh tới cái mức nào. Tập đoàn của Vượng làm chủ từ nhà cửa đến sân golf, chung cư, đất đai, resort, nghỉ dưỡng cho tới siêu thị, bệnh viện, trường học, xe hơi, vân 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 vân. Hầu như là các lĩnh vực quan trọng nào thuộc sinh hoạt đời sống của người dân thì Vượng đều vươn vòi của nó tới. Cùng cách lên tiếng khi bị khiếu nại của VinFast không khác nào tờ trình của công an trước một vụ bắt bớ người bất đồng chính kiến. Người dân Việt khi sử dụng dịch vụ của Vượng có nghĩa là đang chạm tay tới lửa không biết phỏng lúc nào. Mặc dù lớn mạnh và vòi bạch tuộc phủ khắp nơi, nhưng Vượng khó một tay che hết mạng xã hội, nơi có hơn 65 triệu người dân trong nước và hàng trăm ngàn chuyên gia người Việt khắp thế giới đang âm thầm theo dõi. Trần Văn Hoàng cùng với hơn 450.000 người phía sau chắc chắn cũng đang sẵn sàng lên tiếng nếu có một vụ con ruồi thứ hai. Trần Văn Hoàng không đòi bồi thường mà chỉ yêu cầu VinFast sửa chữa nhanh chóng sản phẩm hư cho anh ta. Vì vậy, VinFast kiện anh Hoàng dựa vào yếu tố loan tải thông tin không đúng sự thật về chất lượng gây hoang mang cho người tiêu dùng và ảnh hưởng tới uy tín của hãng thì sẽ khó thuyết phục được ở tòa án nếu như tòa án này được mở ra. Chiếc xe còn đó, lỗi hư hỏng vẫn nguyên vẹn đó, và VinFast khó có thể nói rằng lỗi đó là do anh Hoàng tự làm ra rồi vu khống cho VinFast.
Bởi tin vào đồng tiền của mình có thể làm cho luật pháp cong theo, ông Vượng và bộ sậu đã xử lý thông tin nghĩ rằng sự hăm dọa sẽ khiến cho những người như ông Hoàng chột dạ và rút lui. Nhưng VinFast quên rằng người dân hôm nay đã khác với những năm trước khi mà Tân Hiệp Pháp còn làm trời làm đất. Ông Vượng đánh giá người tiêu dùng quá thấp. Cái ông mang ra trao cho họ là pháp luật một chiều, chiều của sức mạnh sẽ không làm cho họ khiếp hãi. Có chăng sự khiếp hãi ấy sẽ biến thành tẩy chay, chống đối và phỉ nhổ. Hãng tin của Anh Reuters mới đây loan tin VinFast có thể sẽ có mặt ở Mỹ vào năm 2022 và sẽ lên sàn IPO. Người Việt ở Mỹ chắc chắn rất hớn hở chờ đợi nó xuất hiện, không phải hớn hở chào đón nó bằng tự hào Việt Nam, mà hớn hở ném trứng cà chua thối vào nó cho dân bản xứ biết khuôn mặt thật của một tập đoàn tư bản đỏ.